giới thiệu với các bạn, đây là bộ đồ chơi 5 siêu anh hùng nhà mình, bao gồm các nhân vật người sắt, người khổng lồ xanh, người nhện, Thanos, đội trưởng Mỹ. Mỗi nhân vật thì cao 20cm và kèm phụ kiện nhé. Có sáng đèn ạ, đều có sáng đèn.